Tôi gửi đến bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi khóa lớp 9 của tỉnh Quảng Ninh năm học 2006-2007. Đề như sau. Hỗn hợp B gồm hai hydrocarbon mạch thở. Mở chốt mạch thở em nha. Và nghe nói luôn, hầu như trong cái chương trình chúng ta đi thi học sinh giỏi khóa lớp 9 và đề thi chuyên thì người ta chỉ đánh vào trường hợp hydrocarbon mạch thở mà thôi. Không tính mạch vòng. Các công thức phân tử lần lượt là CnHx và CnHi. Thì khối hỗn hợp này đối với nitơ là bằng 1,5. Khi đốt cháy hoàn toàn 8,4 hỗn hợp B thì thu được nước. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn đó là chúng ta có tỷ khối của hỗn hợp B so với nitơ là DB so với N2 là bằng M lớn B. Chia M lớn nitơ là 28. Và theo đề cho là bằng 1,5 và tính cho thầy MB bằng 42 hả? Đó. Ở đây bạn để ý cho thầy nữa là người ta cho khối lượng hỗn hợp B thì đây là dấu hiệu điểm ta tính mol B. Em lấy 8,4 em chia 42 chắc chắn là bằng 0,2 mol. Người ta cho khối lượng nước em tính mol nước cho thầy luôn. Và những điều đơn giản nhất. Bao nhiêu? Không phải sao. Rồi. Đi cầu chúng ta là xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của hydrocarbon. Rồi, muốn làm thì chúng ta có phương trình đã. Chúng ta có CnHx CnHi. Chúng ta đi tới dụng với oxy. Ở đây chúng ta thu được CO2 cộng H2O. À, bằng cái gì? Chúng ta đi công bằng phương trình 1 NCO2. Bên trái là x hydro, bên này 2 hydro rồi, nhân 0,5x là được x. 2 NOC đã 2 rồi chẳng n. 0,5x chia cho 2 là 0,25x. Dưới này tương tự. Rồi. Ở đây chúng ta có như sau. Ở đây thầy sẽ gọi số mol của hydrocarbon lần lượt là A mol và B mol. Cái này bạn tự lập luận ở ngoài, ta sẽ nói cho bạn hiểu thôi. Ở đây em sẽ chuyển sang cho CO2 là Na. Nếu chúng ta là 0,5 AX. Dưới đây là NB. 0,5 BI. Rồi. Ở đây để cho chúng ta chỉ có đúng 3 dữ kiện thôi em ơi. Đó là gì? Đó là khối lượng của hỗn hợp B, tôi ghi lại đây luôn này. 8,4 gram. Đây là dữ kiện thứ nhất. Dữ kiện thứ hai, dữ kiện thứ ba. Hiện tại em đang có 3 dữ kiện. Được chưa? Đó là khối lượng B, mol B và mol nước. Trong cái bài toán của em hiện tại nó đang có tất cả là 4 ẩn. Xin lỗi. 5 ẩn. Đây là N, X, Y, A, B. Và bằng cách nào đó mà chúng ta tìm được thằng này thì đó mà là cái mà thầy muốn hướng đến cho các bạn. Được chưa nào? Bây giờ theo bạn thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Hướng đi không em ơi? Và ở đây chúng ta có hướng đi không để thầy phân tích đề cho hiểu. Bài này dễ lắm, không khó một chút nào hết. Bây giờ bạn nghe kỹ, khi mà trong cái bài toán mà chúng ta có mol hỗn hợp hữu cơ này, mol CO2 này, mol nước này thì nhiệm vụ của bạn chắc chắn được sử dụng đó là C trung bình, H trung bình. Số carbon trung bình sẽ bằng mol CO2 chia cho mol hỗn hợp. Số
số gì nhỉ? Số hydro trung bình sẽ bằng 2 là mol nước chia mol hỗn hợp. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng ngay cái số hydro trung bình, bởi vì mol B đã có và mol nước đã có. Số hydro trung bình sẽ bằng 2 lần mol nước chia mol hỗn hợp 2 nhân cho 0,6 chia cho 0,2. Ba bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? Bao nhiêu em? Bằng 6. Rồi nghe. Ở đây người ta không nói là x như thế nào với y, đúng không? Ở đây mình có quyền giả sử. Đây. Ở đây thầy sẽ giả sử x bé hơn y. Mình quyền lựa chọn mà. Rồi. X bé hơn y thì sao? Thì bạn hiểu như thế này, với một hợp chất hữu cơ mà có, nghe kỹ này, có số trung bình bằng 6 mà hai thằng x khác y, đúng không em? Hai thằng này không thể bằng 6 được. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, chúng ta lưu ý này, khi chúng ta tính được C trung bình thì chúng ta sẽ chọn carbon nhỏ hoặc hydro nhỏ. Còn nếu mà cái số hydro và số carbon lớn hơn chúng ta không chọn được đâu, bởi vì rất là nhiều giá trị. Như vậy chúng ta sẽ chọn gì? Từ đây mình sẽ suy ra được là gì? 6 này sẽ bé hơn y và lớn hơn x, đúng không? Vì hydro carbon thì x y chúng ta như thế nào em ơi? X y như thế nào? Phải là một số chẵn không? Trường hợp chất chứa CH hoặc CHO thì hydro là một số chẵn. Vì nó là số chẵn thì nó sẽ nhận giá trị là bằng 2 hoặc bằng 4. Suy ra x có thể bằng 2 hoặc 4. Rồi, bây giờ chúng ta xét với x bằng 2 thì suy ra công thức là gì? CNH2. Để xem. Rồi, còn nếu x bằng 4 thì nó là CNH mấy? H4. Có ý kiến gì chỗ này không? Chưa biết trường hợp nào xảy ra cả. Được chưa em ơi? Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Như sau này. Chắc chắn ở đây em sẽ tìm được. Chắc chắn ở đây em sẽ tìm được đó là gì? Đó là N. Thì em có như thế này này. Khối lượng của B. Khối lượng của B, thực chất trong B chúng ta chỉ gồm hai nguyên tố thôi. Đó là carbon và hydro. Khối lượng của B đề cho là 8,4. Đúng không em? Rồi. Sẽ bằng khối lượng carbon. Khối lượng carbon chúng ta nghe kỹ. Mol C thì đúng bằng mol CO2. Và ở đây mình chưa biết, mình đặt nó là A mol đi. Xin lỗi, A trùng rồi. Rồi. Mol hydro thì bằng 2 lần mol nước. Như vậy ráp vô sẽ bằng 12 nhân mol CO2. Cái mục tiêu đây của thầy là tìm mol CO2. 1 nhân cho 2 là mol nước. Nước chúng ta là 0,6. Tính cho thầy mol CO2 bằng bao nhiêu? Rồi tính tiếp. Nếu em tính được mol CO2 rồi đó thì em sẽ dùng công thức số C trung bình để tìm ra N. Số carbon trung bình đâu bao nhiêu, số bao nhiêu rồi? 0,64 chắc không nhỉ? Không phải sáu đúng không? Chứ làm sao 64 được, 64 là nó lẻ rồi. Em nghe kỹ, hai thằng này là cùng N, tức là cùng carbon. Như vậy C trung bình bây giờ là bằng N luôn. Sẽ bằng mol CO2 chia mol hợp chất hữu cơ. Mol CO2 chia mol hỗn hợp B. Chúng ta lấy 0,6 chia cho bao nhiêu? 0,2 thì N bằng 3. Được chưa? Cái kiến gì chỗ này không em ơi?
Như vậy hai chất hữu cơ đây mình sẽ cho nó là B đúng không? Đây. Chúng ta xét trường hợp 1. Hỗn hợp B chúng ta gồm C2H2 N bằng 2 mà. N bằng 3 chứ quên, C3H2 và C3HI. Số mol này là A mol đây, B mol. Ta ghi lại cho bạn hiểu. Số mol hỗn hợp là 0,2. Mol CO2 là 0,6. Mol nước là 0,6. Tới đây hiểu chưa để dẫn tiếp em ơi. Rồi, khi chúng ta tính được mol CO2, mol nước rồi, bây giờ chúng ta sẽ có nè. Nhiệm vụ cuối cùng của bạn ở đây là chúng ta đi tìm Y. Hiểu vấn đề không? Muốn tìm Y thì chúng ta có 3 biểu thức. Đó là mol B, mol CO2 và mol nước. Mol B này là A cộng B 0,2. Mol CO2 này, bảo toàn cả bon em nhé, 3A cộng 3B bằng 0,6. Mol nước là gì? Mol nước là 2A chia 2 thì còn lại A. B 0,5B bằng 0,6. Rồi. Khi đó chúng ta sẽ có như sau. Hai biểu thức mà ta đang tích cho V này là hai biểu thức giống nhau. Bởi vì nếu chúng ta lấy biểu thức số 2 á, CO2 đó chúng ta chia cho 3 thì đúng ra biểu thức đầu tiên. 3 chia 3 là A, 3B chia cho 3 là còn B. 0,6 mà chia cho 3 bằng 0,2. Như vậy có thể nói là mol CO2 với mol B là hai phương trình này là hai phương trình trùng phương vì hệ số nó giống nhau. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là hướng đến là tìm B, đúng không em? Hiểu vấn đề không em ơi? Nhiệm vụ của em là đi tìm B. Muốn tìm B thì em chỉ cần giải hệ hai phương trình này thôi. Giải lại đi. Suy ra A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, nếu âm chúng ta bỏ. Cho nên em ơi. Một với trừ 4,5 hả? Hả? Bao nhiêu B bằng bao nhiêu? 4/5 rồi, ok. Thì hôm nay mình loại. Thì giờ làm gì có số mà lại. Rồi chúng ta xét trường hợp 2. Bạn hỏi C3H2 có vẽ được không à? Được chứ? Có gì trả được em? Em tính cho thầy K bằng bao nhiêu đây, đây 4 này. Biết công thức tính K chưa? K bằng pi này, đúng không? Chúng ta chỉ khảo sát pi là chủ yếu thôi, 2S4 này trừ S1 này cộng 2 này chia 2 tính cho thầy bao nhiêu? 2 nhân 3 là 6 này, 6 trừ 2 là còn 4 này, 4 cộng 2 là 6 này, 6 chia 2 là bằng 3 này. Em có 1 2 3. Bữa trước thầy dạy bạn rồi. 1 nè, ghi lại nha, một liên kết đôi. Thì trong này tương ứng với một sigma và một pi. Một liên kết 3. Một sigma và hai pi. Như vậy để thỏa mãn 3 pi thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Là chúng ta phải vẽ ra nha. 3 pi hả? Thế bên này 3 pi này. Được không? Nếu vậy thì bên này nó là cái giữa này nó thừa hóa trị mất rồi đúng không em? Đúng không? Về nguyên tắc là chúng ta vẽ được, nhưng mà trong trường hợp này á thì sao? Carbon này hóa trị 5, như vậy công thức này là không tồn tại này. Được chưa em? Rồi chúng ta đến ý em là em vẽ công thức ra, nếu thỏa mãn thì em chọn, còn không thì em sẽ bỏ hả? Cũng được. Rồi ok cũng được. Nhưng mà theo thầy thì chúng ta nên làm theo hướng này thì nó rõ hơn. Ở số mol này là 0,2 mol. Gồm có
C3H4. A. C3HI. B. Cộng oxy thu được CO2 và H2O. Đây 06. Đây 06. Tiếp em ơi. À, chúng ta vẫn có 3 biểu thức. Mol B bằng A cộng B và bằng 0,2. Tiếp. Mol CO2 là A vẫn là 3A cộng 3B bằng 0,6. Mol nước bây giờ là 2A cộng 0,5 BI. Thì BB gì cũng được bằng 0,6. Các bạn nghe, như đã nói là hai cái phương trình mol B và mol CO2 này là trùng phương, đúng không? Chúng ta hình như dưới này mà làm sai đúng không ta? 0,5 BI em ơi. Đúng không em ơi? Nãy bị ghi nhầm đúng không? Thiếu. Từ đoạn này mình xử lý lại. Là cái thiếu B, cái nhầm rồi. Rồi bây giờ chúng ta xử lý cái này như sau. Chúng ta thấy mol CO2 và mol nước bằng nhau, hai biểu thức này này. Thế đây suy ra là gì? 3A cộng 3B bằng bao nhiêu? Bằng A cộng 0,5 B. Y. Em sẽ tương đương 3A trừ đi A thì còn lại 2A. À, thầy sẽ đưa 3 làm thừa số chung. B trừ đi 0,5. 3B làm thừa B thừa số chung em nhé. 3 trừ đi 0,5 Y và bằng 0. Đưa B đằng sau đi cho bạn dễ hiểu. À, sau đó em thử với các giá trị gần nhất của B nha, gần nhất của Y. Để em kết hợp với phương trình đầu tiên này em giải tìm AB. Khi tìm AB thì coi như bài toán xong. Hiểu vấn đề không em ơi? Thầy sẽ nói cho ý tưởng cho hiểu. Chúng ta có A cộng B bằng 0,2. Tiếp. Bây giờ thầy sẽ thử giá trị của Y. V của thầy lớn hơn 6, đúng không? 2 3 trừ đi 0,5 Y. Vì Y của chúng ta là lớn hơn 6 thì chúng ta sẽ nhận chẳng giá trị đầu tiên là 8 đi. Được chưa? Thì nó ra số em này. Nhìn số lẻ nha. Thì nó lại này. Ở đây mình nghe kỹ nha. Ở đây mình có biểu thức đầu tiên là 0,2 này. Biểu thức dưới này chúng ta thế vô là 2A 3 trừ đi 0,5 nhân 8 thì nó bằng trừ 4, nó bằng trừ 1 này, đóng bằng 0 này. Thì đó là bằng 1/15 và 2/15. Y bằng 8 này thì A bằng 1/15, B bằng 2/15, đúng chưa em? Đó, em thử bằng 10 luôn. Giờ chúng ta có thể khống chế nó lại được, em hiểu như thế này. Nghe nha, C3 bây giờ có thể là C3H8 là tối đa, C3H10 không được. Bởi vì C3H8 là ancan rồi, hiểu vấn đề không bạn ơi? Hiểu vấn đề không bạn ơi? Hiểu vấn đề không ạ? Ancan chúng ta là C3H8, còn nếu mà C3H10 thì không thỏa mãn. Hả? À, đúng là chúng ta sẽ nhận nghiệm này. Tuy nhiên á, tuy nhiên là
Như hồi nãy mình phân tích với Hương ấy, là trong bài toán này chúng ta không nhận nghiệm này, bởi vì khi chúng ta vẽ công thức cấu tạo thì C3H2 không thỏa mãn. Được chưa em ơi? Được chưa Hương ơi? Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ như sau. Chúng ta có làm y như vậy luôn. Đây là biểu thức một La Mã đi. Rồi. Hai phương trình trồng nhau chúng ta lấy một phương trình thôi. Đây là một La Mã và đây là ba La Mã. Bây giờ em sẽ khảo sát như sau. Với B của em thử thầy giá trị đầu tiên. B ở đây là lớn hơn 6, mình chọn 8 đi. Chỉ mà chỉ có thể chọn 8 thôi, không thể chọn hơn được đúng không em? Đúng không ạ? Bởi vì nếu mình chọn 10 thì đâu được đâu. C3H8 là tối đa rồi. Ở đây em sẽ thế giải hệ A cộng B bằng 0,2. 2A cộng 8 vô. 0,5 nhân 8 là 4. 4B bằng 0,6. Từ đây em sẽ suy ra cho thầy A bao nhiêu, B bao nhiêu. Nhẩm nhanh thì thấy A bằng 0,1, B bằng 0,1 đúng không? Nghe mời. Em bấm máy tính thì A bằng 0,1, B bằng 0,1. Được chưa? Như vậy cái nghiệm này thỏa mãn em nha. Hết rồi. Đừng xét hơn nữa. Xin lỗi các bạn, Y bằng 8 chứ phải B bằng 8, thằng kia nhầm. Em ta có đúng đáp số không đã? Đúng em ơi, C4. C3H4 và C3H8 này, đúng rồi nha. Rồi chúng ta đến đi B này. Xác định công thức cấu phân tử xong rồi này, công thức cấu tạo có thể có của hydrocarbon, công thức cấu tạo này em ơi. Cái khó đoạn này đây. C3H4 này. Tính cho thầy K bằng pi và bằng bao nhiêu? 2 nhân 3 trừ 4 cộng 2 chia 2. Pi phải bằng 2 không em ơi? Trong này nó chứa hai liên kết đôi điện hydro H2. H2 hoặc một liên kết 3. Được chưa em? Tiếp tục là C3H8. C3H8 nó chỉ có một công thức thôi. K bằng pi và bằng 0, tức là không có chứa liên kết đôi. 1 2 3 điền vô là 3 3 2. Rồi. Như vậy chúng ta hết cái câu A này. Câu B thì dễ rồi. Câu B này, tính phần trăm theo khối lượng của mỗi hydrocarbon có trong 8,4 gam hỗn hợp B. Rồi đây. Chúng ta sẽ có phần trăm khối lượng của C3H4. Em lấy khối lượng của hắn chiếm chia tổng khối lượng nhân 100%. Khối lượng C3H4 sẽ có như sau. Số mol của C3H4 đây là A. A bằng 0,1. M lớn C3H4 là 40. Nhân cho 0,1. Chia tổng C3H4 với C3H8 hay là khác là hỗn hợp B là bằng 8,4 gam. Từ đây em sẽ tính cho thầy bằng bao nhiêu phần trăm. Bao nhiêu em ơi? Bốn bảy phẩy sáu hai phần trăm. Rồi khi đó chúng ta tính được phần trăm khối lượng của C3H8 là 100 trừ. Bằng 52,38. Rồi, có ý kiến gì về bài toán này hay không? Được chưa bạn ơi? Rồi. Nếu không ý kiến như bài toán này thì chúng ta sẽ coi thử lại ngoài cách mà chúng ta đang xét trường hợp này thì còn có cách nào tối ưu hơn được không? Được chưa?
Rồi bây giờ chúng ta còn cách khác không? Đó là câu hỏi mà thầy dành cho bạn trong bài toán này. Rồi, khi em tìm được theo thầy bước đầu tiên á thì em đi em làm này trước này. Cái lộ trình nếu mà được được sự lựa chọn làm lại thì sẽ làm như sau. Thầy làm đây bước đầu tiên này. Thầy sẽ có khối lượng B bằng khối lượng C cộng khối lượng H, khi đó thầy tính được mol C O2 là bằng 0,6. Khi đó thầy tính C được bằng là C3. Hiểu vấn đề không em ơi? Nếu được lựa chọn làm lại. Được chưa nè? Khi đó vị trí này thầy sẽ thấy bằng 3 hết vô. 3 vô. Thì chỗ này nó sẽ là 3A, 3B. Ở đây chúng ta có, khi đó chúng ta sẽ có này. Nếu mình sử dụng mol B thì không sử dụng mol C2 vì hai phương trình trùng phương như thầy đã nói. Chúng ta có mol nước và khối lượng của B nữa. Hồi nãy giờ khối lượng B mình chưa sử dụng nhiều. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ mà cũng cũng không hay lắm. Hướng này cũng là tuyệt vời rồi. Thử nha em. Cho thầy thử không? Mình phải tìm được nhiều hướng khác nhau mà đi chứ đừng đi ấy em ha, đừng đi một hướng thì chúng ta sẽ bị khó. Xóa đoạn này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, nếu được lựa chọn làm lại thầy sẽ làm như sau. Rồi mình sẽ sắp xếp lại cho bạn thấy. Như mình đã nói là bước đầu tiên mình sẽ làm như thế này. Bước đầu tiên thầy sẽ dựa vào khối lượng C và khối lượng H bằng 8,4 để tính đan C. Sau khi có C xong thì sẽ mình ghi lại phương trình như thế này nha. Rồi khi đó chúng ta đây, chúng ta vẫn làm như thế này nha. Rồi khi đó mình sẽ có những cái biểu thức sau, đó là mol của B là bằng A cộng B bằng 0,2 là điều thứ nhất. Khối lượng của B em tính đi, 12 nhân 3 là 36. 36 cộng x nhân A cộng 12 nhân 3 là 36 cộng y nhân B và bằng 8,4, tương đương luôn. Chúng ta đưa 36 làm thừa số chung, 36 A cộng B AX cộng B bằng 8,4. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được AX cộng B đây, 8,4 trừ đi 36 nhân cho 0,2 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Tám phẩy bốn trừ đi 3,6 mà trừ đi 7,2 phải bằng 1,2 không? Đúng chưa? Tiếp tục là mol nước. Mol nước của chúng ta là 0,5A. 0,5 AX cộng cho 0,5 AI bằng, nếu là bằng 0,6. Nếu mình chia 2 thì nó sẽ bằng AX cộng BI bằng 1,2. Khi đó em thấy hai cái phương trình mà đây nó trùng phương mất rồi, hai phương trình trùng nhau luôn. Như vậy bài toán này nếu mà làm hướng như thế này thì không ra kết quả, và tốt nhất bài toán này chúng ta nên xét trường hợp. Hiểu vấn đề cho bạn ơi, mình đang phân tích cho bạn hiểu rõ vấn đề đấy. Câu này được chưa em ơi? Rồi ok. Ok, câu hỏi hay nhưng mà trả lời cực kỳ đơn giản. Ở đây người ta cho này là hai thằng đi cùng xe em này, do đó xe trung bình bằng 3 thì cả hai đều phải bằng 3 hết. Rồi hỏi gì nữa không Hương ơi? Ok, vậy thôi nha. Dừng câu này lại tại đây.
phân tích trước là khá là sâu rồi đó.